đây có một Phật tử hỏi: con là Phạm Anh Tuấn, thưa thầy, khi có lúc con quá khổ, trong tâm con chẳng nghĩ gì, có nhiều lúc tâm con chẳng nghĩ gì, có phải đó là chân tâm không? Muốn sống mãi với cái chân tâm đó nên dưỡng tâm như thế nào, con rất mong chỉ dạy. Phật tử này nói khi gặp hoàn cảnh quá khổ, quá khổ tột cùng rồi không biết nghĩ gì nữa, và khi không biết nghĩ gì nữa đó, lúc đó có phải chân tâm không? Thì có nhiều người không đồng ý đó là chân tâm. Còn riêng tôi thì tôi nói rõ ràng, khi gặp hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá khổ sở, chúng ta không biết còn gì để nghĩ, thì đó phải là bế tắc, là cùng đường, chứ không phải là trên tâm. Là bế tắc, là cùng đường, chứ không phải trên tâm. Trên tâm là khi nào tự mình bỏ, tự mình buông được hết vọng tưởng, tới cái chỗ an nhiên thanh tịnh thì nó mới trên tâm, chứ không phải mà dồn tới cái chỗ bí quá rồi gọi là chân tâm, không phải vậy. Bây giờ muốn sống mãi như chân tâm đó nên dưỡng tâm như thế nào? Bởi vì chân tâm là chỗ không có nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ được, nghĩ mất. Giờ muốn sống như nó thì chúng ta buông hết những cái niệm nghĩ suy, mọi niệm nghĩ suy chúng ta không theo, không dính, thì cái chân tâm nó sẽ hiện, không có gì hết. Đó. Một Phật tử khác hỏi: kính bạch sư ông, con là một Phật tử lớn tuổi, ngoài đời chuyên môn kỹ thuật về nuôi tôm, hiện nay con đang làm đề án cho công ty vốn nước ngoài về nuôi tôm để kiếm nhiều, năng suất cao. Tôm con vừa làm giống vừa nuôi xuất khẩu, việc này được nhà nước rất ủng hộ vì tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân và đem về cho nước nhà nhiều ngoại tệ. Con kính mong sư ông quan hỷ lý giải giúp con nên đem công việc này, nếu làm có tạo nghiệp có tội phước ra sao? Cái câu bạch giữ nhân có nghĩa trong đạo hay không? Một lần nữa, kính mong sư ông chỉ dạy. Phật tử này gặp cái hoàn cảnh khó xử, cái nghề cho lai giống nuôi tôm, tôm được nhiều, được năng suất cao, thì được nhiều cái lợi, nhiều người có công ăn việc làm, thì như vậy nuôi đó nó có tội không, hay là nó được cái tốt gì? Bây giờ tôi trả lời dứt khoát rằng, nếu chúng ta làm lưới bắt tôm bán thì chúng ta có tội, vì đó là bắt nó bán. Còn này cho nó sanh ra thì thôi, tha hồ nó sanh như nó sanh, người ta ăn người ta bán nó là chuyện của người ta, mình chỉ cho nó sanh thôi. Như vậy thì người cho sanh không có tội, người làm nó tử mới có tội. Nhớ cho nó, người làm nó tử có tội. Ví dụ như bây giờ chúng ta nuôi gà nuôi vịt, mà nuôi mà không có giết thì đâu có tội, chỉ bắt nuôi giết các cổ mới có tội, phải không? Thì cái tội là ở người giết chứ không phải ở người nuôi. Nuôi thì không có tội. Hơn nữa là cái này cho nó sản xuất ra cho giống thôi, chứ chưa phải là nuôi lớn bắt bán, thì không có đến nỗi nào. Vì ở trong đây
là tạo cái điều kiện cho người ta có công ăn việc làm, mình nuôi, chứ không phải là mình cái người bắt tôm đi bán. Thì cái đó quý vị đã hiểu hai trường hợp, nuôi là xanh mà bắt làm thịt, bán là tử. Thì làm cho nó tử có tội, chứ làm cho nó xanh không có tội, thấy không? Hiểu vậy thì không có phải tội. Còn cái câu nói rằng Phật dưỡng nhân là có con này con kia để mà nuôi cho người ta sống, gọi là Phật dưỡng nhân, thì cái câu này nó không phải trong nhà Phật mà của người xưa họ bày ra lúc nào tôi không biết, nhưng mà có nói cái câu đó, hoặc là ở một tôn giáo khác chẳng hạn họ nói câu đó. Nhưng mà trong nhà Phật không chấp nhận cái câu Phật dưỡng nhân, bởi vì đây chúng ta thấy nếu chúng ta bắt được con chim, con cá đem về đập đầu cắt cổ nấu ăn, thì họ nói tại sao bắt nó ăn, thì chúng ta nên bắt dưỡng nhân. Còn nếu lỡ chúng ta phun rừng gặp cọp nó chụp chúng ta, nó xé chúng ta, lúc đó chúng ta có nghĩ rằng nhân dưỡng vật không? Có nghĩ vậy không? Chứ đâu có nghĩ mình quá mình thù nó, chứ mình đâu có nói mình nuôi nó. Như vậy thì cái tâm niệm vật dưỡng nhân là tâm niệm nuôi dưỡng cái nên đỡ cái người có quyền lực để sát phạt cái kẻ yếu đuối, phải không? Vì các động vật có yếu đuối hơn, vì vậy mà mình nói nó giữa mình cho nên bắt các cổ không thương mình nào hết à. Nó là xin cho tôi ăn mà, phải không? Không thương không tiếc. Còn mình biết rằng tất cả vật ở trên thế gian này từ nhỏ đến lớn thì chỉ là loài nào cũng có cái sự sống, rồi cũng quý tiếc cái sự sống. Ai chạm đến sự sống của nó đều phản đối, nó đều quán hờn hết, phải không? Thì bây giờ mình căn cứ vào con người của mình, ai mà giúp mình có quán hờn không? Thì con vật cũng vậy, bị giết là quán hờn. Thì như vậy, nhưng vì nó yếu, người khác mạnh hơn thì phải chịu thôi, phải không? Phải chịu mà trong cái quán hờn, cho nên mới gọi là có nghiệp. Có nghiệp thì có tội, vì sao gặp lại làm khổ cho nhau. Còn nếu mà nói công bằng thì chúng ta thấy mọi loài, mọi vật đều có cái sinh mạng như nhau, thì đều thương đều quý như nhau thì tốt, cái đó là công bằng. Chứ đừng có đặt nó giữa mình giữa nó gì, cái đó là bất công. Có Phật tử hỏi, kính thưa Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng giải thích giúp con một việc mà hiện nay con đang băn khoăn. Con chữ gì viết đọc không trôi. Con gì đó rồi con đã chết được 5 năm, con chôn cháu ở con có đứa con, đứa con trai viết gọn quá, đã chết được 5 năm, con chôn cháu ở nghĩa trang, nhưng vì thương con nên con đã gửi hình ảnh con tại chùa để con của con hàng ngày được nghe kinh. Nhưng vì hoàn cảnh con không tới thăm chùa được thường xuyên, nay con có thể xin hình con của con đem về nhà được không? Như vậy có gì tội nghiệp cho con linh của con không? Xin Hòa Thượng dạy cho con được rõ.
này dễ quá, có gì đâu. Nếu muốn ở chùa được nghe kinh, mà bây giờ vì cái hoàn cảnh không tới chùa được, không có được, là đem về nhà. Đem về nhà sợ nó không được nghe kinh thì mỗi tối tụng kinh cho nó nghe. Dễ sợ chứ gì không, sáng chịu tụng kinh cho nó nghe thành nó thiệt thòi. Thì như vậy đi theo nó về là tối nào trong gia đình cũng tụng kinh cho nó nghe, thì như vậy có phước cả hai, có ông được nghe sẽ hòa mẹ nghe luôn, chứ có gì đâu mà lo. Như vậy thì không có tội nghiệp cho trong kinh của nó, mà lại có phước cho nó và có phước cho gia đình. Một Phật tử này nói, kính bạch hòa thượng, căn bản lý và chi kiến Phật khác nhau hay đồng? Phật tử này hỏi về cái căn bản lý và cái chi kiến Phật là khác hay đồng. Thì tôi giải thích, ở trong nhà Phật có nhiều cái từ khác nhau, như nói là tự nhiên trí, vô tư trí, căn bản trí, rồi tới tri kiến Phật, đó, nhiều tên nữa. Thì tất cả cái trí mà sẵn có không phải quân tập được đó, thì gọi đó là cái trí căn bản. Căn bản là cái cội gốc sẵn, chứ không phải do mình mới quên. Còn cái tri kiến Phật là cái thấy kiến Phật. Cái thấy kiến Phật là cái sẵn, không phải do học đạo mà có. Nó có sẵn rồi, thì hai cái đó tên thì khác, mà nghĩa thì đồng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, xưa ta ngồi đạo tràng, xem cây của kinh hành. Vậy xem cây kinh hành là sao? Chúa xin và thượng từ khi chỉ dạy. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi khi đọc bản dịch tôi cũng thấy hơi thắc mắc. Nếu mà nói xem cây cũng kinh hành thì cái thấy của Phật lúc đó nó lộn xộn rồi. Thấy không? Cây mà kinh hành cái gì? Cho nên ở chỗ này có thể, tôi nói có thể là xem cây và kinh hành. Đức Phật trong lúc đó ở trong vườn và ở trong rừng nhìn cây rồi đi kinh hành, chứ không phải xem cây của kinh hành. Xem cây kinh hành thì chúng ta quay bồ bồ rồi buông ra cái thấy cây quay sao? Thì như vậy là cái thấy của Phật lộn xộn. Nên cái câu này, cái nghĩa nó không phải như vậy. Nghĩa là Phật kể lại, ngày xưa khi nó thành đạo rồi, ngày hoặc là ngồi nhìn xem rừng cây, hoặc có lúc ngày biết kinh hành, đó là hai cái nghĩa. Đó Phật tử nói, kính bạch hòa thượng, con cầu xin hòa thượng giải ý nghĩa Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng còn vải một chiếc dép, chiếc giày trên vai, như vậy là sao? Con không hiểu, kính xin hòa thượng từ bi giải thích giùm con. Thì câu hỏi số 1 của Phật tử này hỏi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng rồi vải chiếc giáp ở trên cái đầu gậy đó là sao? Thì chỗ này tôi giải thích trước. Bởi vì ở trong sử có kể, khi mà một đoàn sứ Trung Quốc đi sứ bên Ấn Độ về, thì thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma vải chiếc giáp về Ấn Độ. Thì khi trở về chiều sau, thì nhà Hán Minh Đế, tức là sau khi Minh Đế mất rồi cũng còn nhà Hán, mới mở cái tháp ra
trong quan tài chỉ còn có chiếc vé thôi. Cho nên rồi đứng về mặt quyền bí thì nói là ngài quả được chiếc vé về Tây, về Tây về Ấn Độ. Nhưng mà đứng về phần lý giải của thiền á thì không phải vậy. Bởi vì nhà thiền là không cho chúng ta mắc kẹt ở hai bên, phải không? Cho nên nói với Tổ Đạt Ma thì người ta thờ ngài quải một chiếc vé, một quải là gánh ở trên vai, thường thường chữ gánh á, gánh vác tức là chỉ đảm đang, đảm đang tức là gánh vác. Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa, cái mục tiêu mà ngài đảm đang, ngài gánh vác là đem lại không còn hai, cái không hai cho mọi người, chứ không phải là dùng một chiếc vé. Cái một đôi là phải hai, mà quả một chiếc còn một chiếc là không còn hai. Lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để mà truyền bá. Bởi vậy cho nên nói tới thiền tâm là nói tới cái chỗ không hai. Bởi vì còn hai là còn không biệt, còn hai là tướng sinh diệt đối đãi. Mà tất cả quý vị thấy như khi hôm ngủ chùa Bình Võ tới 3 giờ khuya mà tôi còn nghe ở xóm họ xem đá banh ở đâu đó mà miệng bên kia thắng cả vỗ tay la vang lên. Nói bên kia bên nào miệng thắng cả vỗ tay la thì quý vị mới thấy người đời chúng ta luôn luôn mắc kẹt ở hai bên. Tại sao chúng ta lại thích coi đá bóng? Nếu đá bóng mà không ăn thua thì quý vị có thích coi không? Chắc không có thích đâu. Tại sao? Thích là ai thắng ai bại, rồi đặt cái nhóm nào mà mình thích đó là theo của mình, nhóm nào mình không thích được theo kia, hoặc là theo mình mà thắng thì vỗ tay ta ôm sòm. Cái mà như vậy vì cái hai bên mà ta tranh đấu đi nhau, giành thắng bại, giành chết sống. Rồi từ cái nhỏ đó chúng ta cho đến nước này mạnh, nước kia yếu, nước mạnh mà đi đánh thắng được nước yếu thì dân nó cũng vỗ tay nó ôm lên, phải không? Như vậy thì cứ vì cái hơn, vì cái thua mà ta tranh đấu, tranh đấu là đau khổ cho nhau. Hai cái đoàn đá banh hai bên đó mà một bên thắng bên bại thì có hai cái quan niệm: thắng thì vui cười, bại thì bị dầu lĩ, thấy không? Như vậy thì cái buồn khổ và cái vui cười nó đối đãi với nhau, có buồn thì có vui, nó không có thiệt. Cho nên không còn hai bên thì có buồn có vui không? Nó tự tại. Mà ở đời người ta đã tập quen cái hai bên rồi. Bởi vậy khi nói chuyện với ai đó nói rồi cái hỏi cho tôi nói vậy có phải hay không, hoặc phải hoặc không phải đó. Hoặc là nói cái này có hay không đó. Hoặc là có hoặc không, luôn luôn đặt hai. Mà đến chỗ tổng cùng tuyệt đối thì nó không có hai. Bởi vậy hai là lý sanh quá, mà không ai thì thấy sanh quá, phải không? Vì vậy mà đến cái chỗ vô sanh là chỗ không hai, còn hai thì còn sinh, còn quá, và hết hai cái thôi, không còn sinh quá nữa. Như vậy cho nên mới thấy cái ý nghĩa của thiền tâm chỉ cho chúng ta đến chỗ không hai. Mà đến chỗ không hai thì chỗ đó mới là giải thoát sinh tử, còn hai là còn bị kẹt. Đó là ý nghĩa của câu chuyện Tổ Đạt Ma. Về câu hỏi thứ hai: mấy tháng nay sáng nào con cũng dậy sớm tập ngồi thiền đến hơi thở,
con nghe trong người con khỏe hơn trước. Bớt nhức mỏi nhức nhiều, con ngồi khoảng 45 phút con nghe hơi thở rất nhẹ, rồi con xả thiền. Kính bạch hòa thượng, sao con hay bị ngáp và nhảy mũi? Mỗi lần ngồi là con mệt mỏi, còn nhảy mũi là con thức suốt. Có khi liên tục 2-3 đêm, con mua thuốc, ngủ uống, chỉ sai người thôi. Hai con mắt con cũng không biết buồn ngủ, 3 ngày con vẫn sinh hoạt bình thường. Như vậy có phải là con bị bệnh thần kinh và con ngồi thiền sai? Chính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy con. Cái chỗ này khi ngồi thiền được an ổn thì khỏe, còn ngồi thiền mà bị ngáp, bị nhảy mũi thì không khỏe. Thì chỗ này tôi nói rõ, thật ra ngáp á, ngồi thiền mà hay ngáp là cái hơi thở chưa được thông, nó thiếu hơi cho nó sẽ ngáp. Vì vậy mà điều hòa hơi thở lại, điều hòa cho hơi thở sâu, nhẹ thì lần lần nó hết ngáp thì nó thông, thông thì nó hết mệt mỏi. Nhất là sử dụng cái hơi thở sâu vào đúng, chú ý xuống thì cái ngủ nó ngon, nó không có mất ngủ. Còn trụ ở trên đầu mà nhìn á, thì dễ mất ngủ. Nên người tu thiền mà khó ngủ nhiều khi tại trụ ở trên này, thì chú tâm ở trên trán thì cái ngủ rất là khó. Bởi vậy chúng ta phải theo hơi thở vô sâu rồi ra, chú ý xuống dưới thì ngủ nó ngon, nó dễ. Nếu không kéo thì dễ bị mất ngủ. Thì cái mất ngủ là tại trụ tâm ở trên. Còn cái nháp, nháp thì gì? Tại hơi thở chưa thông, chưa sâu, cho nên khi nháp. Còn nhảy mũi thì tôi thua. Cái gặp ở ngoài, nó tới bất tài, hoặc lạnh, hoặc nóng gì đó, thì nhảy mũi, chứ không có cách gì để. Còn một Phật tử nữa hỏi, thưa Thầy, con chưa hiểu ý của Phật dạy, nhờ Thầy chỉ dạy con, giúp con nghe để hiểu rõ những lời trong kinh nói. Pháp thân và sắc thân, con nhìn nhận pháp thân là quý trọng, còn sắc thân coi thường. Mà hiện giờ sắc thân nhất khi đứng nói năng, làm công tác có cơm gạo mà con coi thường, không tô điểm, không chuyên diện, kể ra tội, tội không quý Thầy. Như vậy có tội lỗi gì không? Nhờ Thầy chỉ dạy cho con hiểu. Đó. Nói sắc thân, nói pháp thân, mà sắc thân đâu không thấy. Rồi pháp thân đâu thấy cái sắc thân. Rồi sắc thân là làm ra cơm, ra gạo, ra tiền, mà không có trang điểm, không có làm cho nó đẹp, nó tốt, thì như vậy không có tội đó. Thật sự thì hỏi thì cũng lạ. Ở đây tôi giải thích tiếp cái pháp thân với cái sắc thân. Cái pháp thân là cái thân không có tướng mạo, mà không tướng mạo đó là chỉ cho cái thân của bản tâm mình. Tâm mình đến cái chỗ không nghĩ suy thì nó không có tướng mạo. Không tướng mạo mà hằng biết thì gọi đó là pháp thân. Như vậy thì nói pháp thân là cái không có hình tướng. Mà không có hình tướng cho nên nó không bị sự diệt. Vì vậy mà nói nó quý. Còn cái sắc thân này tuy nó làm cho con, cho tiền, cho đúng hết, nhưng mà rồi nó sẽ bại hoại. Như vậy nó bại hoại thì nó không phải là quý. Nó không phải quý thì đâu có gì buộc phải kiên diệt nó, mà nó buồn. Để tao còn muốn làm gì đó, cái quyền, quyền của quý vị, chứ tôi đâu có ép.
tin là chắc chắn là không có tội. Nếu mà không chinh diện thì không có tội đâu. Rồi Phật tử nói lại, có vị giảng sư, có vị sư giảng tâm người có hai phần, ý thức và vô thức. Khi vọng tưởng lắng động, cảm thấy thanh tịnh, vẫn ở trong cái ý thức. Khi nào vào được vô thức thì mới có thành thông. Tình cảm khó diệt vì nó vừa ở ý thức, vừa cắm vào vô thức. Chỉ khi nào vượt khỏi ý thức và vô thức mới thành Phật, mới giác ngộ hoàn toàn. Kính xin Hòa Thượng giảng giải cho con hiểu, con xin cảm ơn. Đây thì nói có một vị sư giảng về ý thức và vô thức. Ý thức là cái sinh diệt bên ngoài, vô thức là cái thầm kín ở bên trong. Bởi cái thầm kín, nó thầm kín bên trong nhưng mà nó cũng thuộc về thức, cho nên rồi nó có tình cảm, nó có những cái biết khó diệt. Mà muốn được thành Phật thì phải đi qua cái vô thức chút nữa mới thành Phật. Thì thực ở đây nói mỗi người mỗi cách, và phần nhiều ngày nay quý vị giảng sư hay dùng những cái từ triết học để đem ra nói cho nhiều người hiểu. Còn tôi thì tôi dùng cái từ chuyên của Phật học, cho nên tôi nói nó hơi khác. Bởi vì cái ý thức là cái thức thứ sáu, cái thức đó nó nhanh nhẹn, nó chạy theo năm thức để phân biệt. Con mắt vừa thấy sắc, hoặc là thấy hoa, hoặc là một vật đồ nào, thì cái ý thức thì liền theo cái thấy của mắt mà phân biệt cái hoa đó đẹp hay xấu, cái món vật kia đẹp hay xấu của mình. Cái phân biệt đó là ý thức. Là nếu ý thức nó lóng đặng động rồi, nó dừng lặng rồi, thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái chỗ lặng lẽ, thanh tịnh, hành giác, hành chi mà trong cái trí phân biệt. Thì đó là cái tâm thanh tịnh. Ý thức là cái tướng sinh diệt, mà tâm tịnh là cái không sinh diệt. Bởi không sinh diệt cho nên gọi là chân tâm. À, còn cái ý thức phân biệt ở ngoài chạy có được không, thì cái đó gọi là vọng tâm. Đơn giản như vậy, chứ không có phân tích theo cái lối triết học bây giờ. Có một Phật tử nữa hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con là nữ Phật tử già, nên xem lại cuốn Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Hòa Thượng đến trang 338 có đoạn như sau: một thiền khách đến ngày pháp trang hỏi, đầu sào trăm trượng làm sao tiến được? Thiền khách trả lời: câm. Bỗng dưng con hiểu chữ câm một cách rõ ràng thống thiết, làm sao lời đáp của các vị thiền sư? Bạch Hòa Thượng, đầu sào trăm trượng có phải còn gọi là đầu bờ sanh tử hay là nguồn cội ý thức? Từ đầu sào trăm trượng còn cắt một lớp rào, phải tiến thêm một bước, ngay đó liền lìa ý thức. Cái sát na lìa ý thức đó có phải gọi là chiến thắng thành Phật không? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Phật tử này nói thì nhiên hiểu mà chưa phải thấy đọc. Ở đây nói rằng đầu sào trăm trượng làm sao tiếp được? Bởi vì chúng ta nghe đọc cái tâm sắc thiền có cái từ đầu sào trăm trượng. Đầu sào trăm trượng quý vị nhớ như cái cây đứng như vậy,
mà tới 40 cây, một cây trong nước mà 40 cây thì sao? Thì có người họ trèo từ ở dưới gốc cây, dưới chân cây, trèo tới đầu cây thì họ đeo họ trèo được. Mà qua khỏi đầu cây họ trèo được không? Thì lúc đó bay sao? Nhưng mà nói đầu xào trăm trượng mà phải tiến ước là thế này, có cây có người trèo là hai, còn hai đó phải nhảy qua khỏi cái hai đó mới kiếm tới cái chỗ chân thật. Như vậy cho nên phải nhảy qua đầu xào trăm trượng, bởi vì luôn luôn có cây thì có người trèo, đeo cây thì trèo được, hoặc qua khỏi cây rồi mà nhảy ra được thì đó mới là hay, tức là thoát được cái hai mới ra khỏi đầu xào trăm trượng. Bởi vậy cho nên phải đầu xào trăm trượng làm sao mới tiến được, thì tiền khách đó là công, cho nên không còn ai gì nữa, cho nên không có mở viện thì nó sẽ là người ta thấu rồi. Còn bây giờ Phật tử này nghĩ rằng đầu xào trăm trượng và đầu bờ sanh tử là nguồn cội của ý thức thì nó hơi na ná thôi, chứ chưa phải là xác đáng theo tinh thần thiền. Nó chỉ là suy tính mà biết, chứ còn nó chưa phải là tạo cùng. Nếu bên kia nói tới làm sao không phải đầu xào trăm trượng thì câm, hoặc là nạt, hoặc là hét, vì chỗ đó không còn hai, không còn hai thì hết mở chuyện nói là hai, được không? Cho nên các ngài mới dùng những thuật đó. Mà ở đây nếu suy gẫm nói rằng là nguồn cội ý thức và đầu bờ sanh tử thì cũng là còn suy gẫm, phải không? Phải lặng xuống một chút nữa mới tới cái đạt hạnh. Có Phật tử này xin giải thích dùng những cái điều kiện lạ. Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về sự nhiệm màu của đạo pháp. Một, trong kinh Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, Đức Bồ Tát gì đó, Đức Phật có giảng về ba cái lãnh vực tối thượng của đạo pháp là Phật tánh, Niết Bàn và chân tâm. Tiến sinh và thượng thuyết giải và định nghĩa ba danh từ trên trong pháp bảo. Như vậy thì ở đây nói Phật tánh, nói Niết Bàn, nói chân tâm. Phật tánh là để chỉ cho cái tánh sáng sẵn có của mình từ mỗi nào đã có, chứ không phải mới tu mới có. Vì vậy mà cái tánh sáng đó gọi là Phật tánh. Thằng trên tâm là đối với vọng tâm, cái tâm chạy nghĩ lăng xăng đó là vọng tâm. Mà nói tới tâm là nói tới cái biết. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt thì cái biết đó là vọng. Còn cái biết mà không suy nghĩ, không phân biệt, cái biết đó mới là trên. Như vậy thì hiện tại chúng ta có cả trên tâm, có cả vọng tâm, phải không? Bây giờ quý vị vọng tâm thì dễ thấy, mà trên tâm quý vị có thấy không? Nhưng giờ phút nào đó quý vị ngồi, giả như quý vị đang ngồi nghe tôi giảng, chỉ chăm chỉ nghe giảng mà không nghĩ, không suy gì hết, mà vẫn nghe, vẫn hiểu, thì lúc đó là trên hay vọng? Còn nếu phải suy nghĩ mà hiểu thì cái đó là vọng, phải không? Như vậy thì chúng ta có sẵn cái tâm trên mà cũng có sẵn tâm vọng. Bởi có cả hai cho nên chúng ta mới nghe lọc cái vọng bỏ đi để cái trên hiện ra. Khi trên hiện ra là còn hai nữa không? Nó không còn hai nữa,
đó mới thật. Và khi chỉ còn một cái trên tâm thì nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi đó là niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô sanh, nó không còn sanh. Nói chỗ này chúng ta thấy cái đặc biệt của đạo Phật và những tôn giáo khác. Ví dụ như hồi xưa các ông tiên dạy mình đi kiếm thuốc gì, thuốc trường sanh, phải không? Như vậy thì hoặc là đông thuốc trường sanh, hoặc là những cái linh đơn uống cái được trường sanh, trường sanh bất tử, thì mình ai cũng thích quá tìm cái thuốc trường sanh. Mà tiên dạy thuốc trường sanh, trường sanh là sống dài, sống mãi, phải không? Nhưng bây giờ kiếm còn ở tiên nào không? Sống hoài, sống mãi thì thấy còn. Bây giờ tiền ống rau nào hết, tức là còn không? Là đã chết mất rồi. Như vậy, trường nó chẳng qua là người không có thuốc đó thì sống được 60, 70 tuổi. Người có thuốc đó sống được trăm trên trăm tuổi là dài hơn chút thôi, chứ không phải sống mãi. Còn nhà Phật nói Niết Bàn là vô sanh. Nghe buồn quá, phải không? Khi nó trường sanh của mình thích, được sống dài vui. Còn nay nó vô sanh, không còn sanh nữa, nghe nó buồn. Nhưng mà nó mới thật. Không sanh thì phải có tử. Bây giờ không sanh lấy gì mà tử? Cái đó mới thật là chỗ không còn sinh tử. Còn nói trường sanh, dù nó trường nhưng mà rồi cũng tử, là có sanh là phải có tử. Đó là một chân lý. Như vậy thì mới thấy cái thâm trầm của đạo Phật. Cái chỗ cứu biết đạo Phật là vô sanh, chứ không phải là trường sanh. Mà bây giờ chúng ta thích trường sanh, thích vô sanh. Mà vô sanh thì tự nhiên là bất tử. Như vậy thì còn ý nghĩ, còn sanh nghiệp thì còn sanh. Còn nếu dứt tất cả những ý nghĩ, những niệm khởi, chỉ còn một cái tâm hành chi hành giác mà không động, thì cái đó là sẽ đi tới vô sanh. Tới vô sanh không phải là không còn gì hết, nhưng mà cái đó nó không còn bị trở lại tiếp tục sinh sử, là vô sanh. Như vậy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoặc Thánh Hạnh, Đức Phật Thích Ca có vượt lại cách đi lại của chư thiên phải đau lợi, Đức Vua Trời đau lợi cùng chư thiên sau khi bàn nhau thử làm người tu có hạnh trên núi tuyết, liền cùng nhau nhất trí xuống bãi Diêm Phù Đề thì lập tức đều biến mất. Sau khi thử thách xong thì chư thiên tán thán lễ lại đi bao vòng chung quanh người tu khổ hạnh, nói lời từ biệt để về bãi đau lợi thiên cung, và tất cả đều biến mất, đều biến mất. Căn cứ theo đó thì cái tốc độ đi của chư thiên đau lợi mau hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều. Bởi thái dương hệ được khoa học mới phát hiện gần với thái dương hệ của chúng ta là 45 năm ánh sáng. Nhưng đối với chư thiên đau lợi thì chỉ có giây phút thì tới nơi. Qua sự biến hiện thì chúng ta biết chư thiên đã đi bằng tâm. Nhưng khi Đức Phật và một kiền liên với lên cung trời đau lợi thì Ngài đi bằng thân hay bằng tâm? Bằng thân hay bằng tâm? Thì chỗ này tôi nói rõ, không biết là Phật tử biết cái vận dụng thần thông không phải đi bằng thân, cũng không phải đi bằng tâm, mà có cả thân và tâm. Bởi vì khi người được thành túc thông rồi thì nghĩ tới chỗ nào tâm vừa nghĩ thì thân chuyển ra chỗ đó. Thân nó không rời tâm, tâm nghĩ thì thân liền tới. Ví dụ như đang ở đây
mà nghĩ mình phải đi về Đà Lạt, cái liền thấy đứng về Đà Lạt. Cái tâm nghĩ, bởi vì nó nên như trong một cái chớp mắt vừa khởi niệm thì nó đã tới. Nó không biết đi bằng cách nào, mau bằng cách nào tôi không biết. Nhưng mà trong kinh kể vậy, đó là khi cái tâm mình nghĩ đến đâu thì liền hiện thân ngay đó. Thì như vậy đi cả thân cái tâm chứ không phải đi bằng tâm không, đi bằng tâm không thì giống như mẫu rồi. Cho nên cả thân cả tâm, chứ không có phải riêng một cái. Vì vậy mà chúng ta hiểu rằng giới chư Phật nói rằng được cái ý sanh thân đó, tu chứng được cái ý sanh thân. Ý sanh thân là ý nghĩ với cái thân nó liền có tại đó, gọi là ý sanh thân. Như vậy thì các ý sanh thân này phải đi vào cái gì? Nghĩa là vừa khởi niệm thì nó liền tới nơi, thì cái đó gọi là ý sanh thân. Như vậy thì cái trả lời của Phật tử này thì đó là rõ rồi. Tử này dẫn dài quá, thôi trả mặt ba bốn câu, trả lời hai câu để dành cho mấy người yếu chứ. Có một Phật tử này hỏi cái câu này: Phật tử này nói, Phật Hòa Thượng, con là Phật tử Cần Hoàng Nam, 65 tuổi, Long Xuyên. Xin thay mặt một số Phật tử kính mong Hòa Thượng giải nghi một số vấn đề như sau. Về việc nuôi tôm, chúng cậu vừa giải, nếu mình nuôi nó mà không sát hại thì không thôi, còn nếu bán nước ngoài để lấy ngoại tệ làm giàu cho đất nước, người ta sẽ giết hại nó thì mình có tội gián tiếp không? Cũng như nuôi heo mà không ăn thịt bán cho người khác sát hại nó thì có mang tội gián tiếp không? Thì câu này tức là Phật tử để thắc mắc như khi nãy đã nói, bởi vì chúng ta nuôi thì có bổn phận nuôi, còn sát hại là quyền của người khác chứ không quyền của mình. Như vậy thì nếu mà người nuôi bởi có nuôi cho nên người ta mới có ăn thì nói người nuôi có tội, nhưng mà thế gian này nếu mình không nuôi thì người khác cũng nuôi, phải không? Nhưng mà đây tránh quý vị nhớ trong nhà Phật rất là đơn giản chứ không có suy lý nhiều như chúng ta. Như đối với người xuất gia, Phật chỉ cấm ăn tam tịnh nhục, hoặc là cho ăn tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục, tức là năm thứ thịt hoặc là ba thứ thịt. Thứ thịt không thấy người ta giết, không nghe tiếng kêu la của nó, không có nghĩ là người đó làm cho mình ăn thì được ăn. Như vậy thì đơn giản quá, phải không? Không thấy giết, không nghĩ người ta giết cho mình ăn, và không nghe tiếng kêu la của nó thì mình ăn được, không có tội. Đó là tam tịnh nhục, đó là cái thịt mà không tịnh, không sạch thì mình ăn. Như vậy thì người khác sẽ lý luận, dù mình không thấy, mình không nghĩ, mình không nghe, nhưng mà người ta giết rồi. Nếu người đó nhà 5 người giết con gà đủ 5 người ăn, bây giờ lại mình xin cho anh chia hết phần nữa, cái họ thiếu họ phải giết con khác, thì như vậy mình cũng có tội lấy, phải không? Đó là tại mình suy luận quá. Ở trong nhà Phật đơn giản hơn là cái gì có tâm ác mình muốn giết thì cái đó là tội, còn mình không có tâm muốn giết, mình chỉ nuôi thôi thì cái đó không đến nỗi nào. Mình cố chấp quá là không có, mình xa